Em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị các bạn trong một video buổi sáng ngày hôm nay. Nay là vào buổi sáng sớm ngày 29 tháng 5 năm 2024 vậy. Những ngày cuối cùng của tháng 5 rồi. Và đây là những hình ảnh nhộn nhịp của biển Nha Trang vào buổi sáng những ngày nghỉ hè. Nay bắt đầu vào nghỉ hè rồi. Các em học sinh đã nghỉ học rồi vậy. Biển buổi sáng rất là đông vui. Em có cảm giác như là biển vào buổi sáng là nó đông hơn cả buổi chiều nữa vậy. Buổi sáng tắm thì rất là sướng. Tại nước nó trong, sóng nhẹ, nước yên tĩnh hơn, tĩnh lặng hơn. Giờ này thì cũng còn tầm 5 giờ rưỡi sáng rồi. Nhưng mà mặt trời đã lên cao rồi. Do có cái đám mây đen che mặt trời rồi. Sáng mọi người xuống biển tập thể dục thể thao rồi tắm biển, có khách du lịch nữa. Không khí rất là năng động vào mọi buổi sáng sớm ở thành phố biển Nha Trang. Dọc trên tuyến đường Trần Phú, các công viên là thể dục thể thao nhộn nhịp sôi nổi. Và đầy đủ các tầng lớp, đầy đủ các lứa tuổi, trẻ em có, người già có, trung niên có. Và em thấy biển buổi sáng thì đa số là chính đa số đó, tỷ lệ các bác, các cô, các chú, tầng lớp lớn tuổi nhiều hơn so với trẻ em. Trẻ em bây giờ này là nó còn ngủ, buổi sáng sớm thì ít thấy trẻ em lắm, đa số là lớn tuổi thôi. Wow, không khí biển buổi sáng rất là năng động luôn. Có buổi sáng mọi người bơi ra tích vì xa kìa luôn, rất là nhiều người đó nhấn nhôm vô, người thấy bơi ra xa nhiều ghê luôn. Mọi người đi buổi sáng sớm đi bằng xe đạp ha. Cởi xe đạp tập thể dục, sau đó mang xe đạp xuống biển luôn, tắm biển. Ở bên trên này là công viên. Có một số đi tắm sớm hay sao vậy? Bây giờ về rồi. À, buổi sáng du khách ở gần khách sạn ở đây như là Yashica Sài Gòn Nha Trang Hotel, Diamond Bay Hotel, Sheraton Hotel, Intercon, Havana,
những cái khách sạn dọc với con đường biển Trần Phú, view biển. Buổi sáng thì ở những khách sạn đó quý vị đi vài bước chân thôi có thể ra tắm biển cả sáng và buổi chiều. Ở ngoài biển thấy nhấp nhô quá trời người luôn. Buổi chiều thì mọi người đa số xuống biển là ngồi hóng mát một phần, rồi một phần tắm. Còn buổi sáng đa số là xuống biển là để tắm. Cho nên ở khu vực ngoài biển là thấy nhiều người. Tập thể dục xong rồi xuống tắm biển vậy. Đấy. Mấy cô chú ngồi thiền định. Rồi các cái khu vực như ở dưới công viên đoạn Tháp Trầm Hương nữa là mấy cô đội nhảy aerobic, có một cái hội rồi nữa, đông vui lắm. Buổi sáng rất là năng động, ở đem theo những cái lo nhỏ nhỏ mở nhạc. Đó, du khách buổi sáng ra biển chụp ảnh. Dọc ở khu vực công viên thì có những cái đoạn có những cái dụng cụ tập thể dục thể thao luôn dành cho người dân và cũng như du khách tắm. Ở đây thì có những đoạn là có nước ngọt mà vì có thể lên rửa lại chân. Biển sóng khá là nhẹ vậy. Buổi sáng nè tắm biển sướng, nước tĩnh lặng. Chạy dọc xuống tới đoạn Tháp Trầm Hương. Theo thông tin dự báo thời tiết hiện tại, hình như là ở khu vực của biển Đông cũng đang có cơn bão rồi. Ở khu vực đi vào Philippines
và bên nước Philippines hình như họ cũng đang sơ tán. Hình như bữa qua em đọc bài báo nghe hình như là đang sơ tán khoảng mấy ngàn người dân. Khi mà cứ có cơn bão đi vào Philippines là bắt đầu qua khỏi Philippines là sẽ tới Việt Nam. Việt Nam sẽ ảnh hưởng. Hiện tại thì ở khu vực phía Bắc cũng đang mưa. Còn ở miền Trung này thì đang nắng nóng. Và dự báo thì nhiệt độ có thể lên 38 đến 40 độ C. Nha Trang mấy ngày nay trời cũng rất là nóng. Vào thời điểm trưa là nhiệt độ phải tầm 36-37 độ. Nhưng mà nó cũng nhiệt độ nó vừa nóng nhưng mà thời tiết kiểu nó không có gió vậy. Đứng gió lắm, nó hầm, rất là hầm. Đi ra đường là cảm giác như hơi nóng nó bắp lên người. Đông người tắm luôn, chuông sóng lên nhẹ nhàng từng cơn. Trước là biết đến trước rồi còn con mọi người mình không biết cho nên bây giờ